À dương, Lộc An xin mến chào quý bà con thân thương. Kính chúc toàn thể quý bà con có một buổi tối ngày 4 tháng 10 năm 2024 thật là dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều tài lộc đến với tất cả quý bà con. Thì hôm qua Lộc An đã gửi đến tất cả quý bà con với ba lô đồ đuôi đó cặp 7997 ở cả ba miền Bắc Trung Nam. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã chiến thắng cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay với con 7997 ở miền Nam, chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con ở miền Nam ngày hôm nay. Chúng ta chiến thắng được con ba càng 897 này và 079 cho tất cả quý con ngày hôm nay. Mặc dù ngày hôm nay chúng ta chỉ được hai nháy thôi, nhưng mà chúng ta cũng đã có lộc cho tất cả quý con ngày hôm nay. Ngày hôm nay khá đáng tiếc là nó về bóng này, nó về bộ luôn, đầu đuôi nó về bộ này. 24 này, 42, 2992 này, quá đáng tiếc cho tất cả quý con. 2992 nó về hai đầu đuôi luôn. Lộc An gửi đến là 7997, nó về thuộc bộ 24 luôn, quá đáng tiếc. Nhưng không sao thì chúng ta chiến thắng được hai nháy lô cho tất cả quý con ngày hôm nay với cặp 7997 ở miền Nam. Còn ngày hôm nay thì khá đáng tiếc miền Trung là 7997. Thì ngày hôm nay chúng ta chưa có lộc 7997 cũng như là miền Bắc và miền Trung thì ngày hôm nay 7997 chúng ta chưa có lộc ở ngày hôm nay. Thì cũng xin chúc mừng tất cả quý con miền Nam ngày hôm nay chúng ta rực rỡ, còn quý con miền Trung và miền Bắc ngày hôm nay chúng ta chưa có lộc ở ngày hôm nay. Hy vọng thì ngày mai chúng ta sẽ rực rỡ hơn và thành công hơn, may mắn hơn cho tất cả quý con ở miền Trung cũng như trên kênh và trên Zalo. Ngày hôm nay mặc dù trên kênh thì chúng ta chỉ chiến thắng được miền Nam thôi, nhưng mà trên Zalo Lộc An đã nói tất cả quý con là vào Zalo Lộc An để nhận số chuẩn số chắc. Thì ngày hôm nay chúng ta đã tưng bừng rực rỡ cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay, chiến thắng giòn giả cho tất cả quý con ngày hôm nay, lộc lớn cho tất cả quý con với đầu đuôi miền Nam, đầu đuôi miền Trung và đầu đuôi miền Bắc cho tất cả quý bà con ngày hôm nay, đặc biệt là miền Bắc ngày hôm nay chỉ có hai số thôi quý con, chỉ có hai số đầu đuôi thôi mà chúng ta chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý con luôn. Chiến thắng giòn giả cho tất cả quý con luôn ở ngày hôm nay luôn. Có ngày lộc lớn cho tất cả quý con ở ngày hôm nay quý con ạ. Ngày hôm nay miền Bắc tưng bừng rực rỡ, mạnh tay về bờ cho tất cả quý con ở ngày hôm nay luôn. Quá là tuyệt vời cho tất cả quý con. Ngày hôm qua Lộc An nói rồi, quý con chào Zalo Lộc An. Ngày hôm nay thì rất là đông. Phải nói là rất là đông, quý con đã vào Zalo Lộc An. Đã có sự may mắn và sự chiến thắng ở ngày hôm nay. Chiến thắng con 0440 đặc biệt luôn cho tất cả quý con ở ngày hôm nay luôn. Quá là tuyệt vời cho tất cả quý con. Ngày hôm qua chiến thắng 94, ngày hôm nay tiếp tục chiến thắng cho tất cả quý con với con 0440. Đường cầu quá là đẹp, quá là tuyệt vời cho tất cả quý con ở ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì Lộc An cũng xin cảm ơn những cái lượt like và lượt đăng ký kênh của tất cả quý bà con ở ngày hôm nay, cũng như đã quý con đã yêu mến và đã qua cái kênh phụ của Lộc An đã ủng hộ cho Lộc An. Thì Lộc An xin cảm ơn tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng ta đã có một ngày lộc lớn cho tất cả quý bà con ngày hôm nay ở trên kênh cũng như trên Zalo. Ngày hôm qua chúng ta đã rực rỡ thành công may mắn 5995, chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý con ở cặp hai miền, miền Nam và miền Trung. Thì ngày hôm nay chúng ta chiến thắng miền Nam cho tất cả quý con, ở tưng bừng rực rỡ cho tất cả quý con 5995 này. Ở ngày hôm qua rực rỡ đầu đuôi miền Nam, chiến thắng ba càng miền Trung. Thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục rực rỡ với 7997. Thì những lượt like của tất cả quý con và những lượt đăng ký kênh của tất cả quý con thì Lộc An xin cảm ơn tất cả mọi người. Và mong quý con hãy luôn luôn yêu mến và đồng hành cùng Lộc An, dù chúng ta có lộc lớn, lộc nhỏ, dù chúng ta chiến thắng miền nào đi chăng nữa thì hãy luôn luôn ủng hộ cho Lộc An những lượt like và lượt đăng ký kênh. Và quý con nào mà ngày hôm nay được rỡ 7997 tiếp tục nói màn thông thì hãy cho Lộc An những lượt bình luận và lượt chia sẻ quý con nhé. Những lượt like, lượt đăng ký kênh, những lượt chia sẻ và lượt bình luận của tất cả quý bà con đó là nguồn động lực lớn lao để Lộc An hoàn thiện mình và tìm ra những con số nó chuẩn hơn, chính xác hơn để gửi đến tất cả quý bà con. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến và đồng hành cùng Lộc An. Còn quý con nào đang xa bờ, đang thua tha, đang nợ nần, muốn vào bờ, quý con hãy nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An để nhận số chuẩn số chắc. Zalo Lộc An được ký mở dưới phần bình luận quý con này. Quý con chỉ cần ấn vào đường link này. Chúng ta ấn vào đường link và sau đó nó sẽ hiện ra cái chữ đó là chữ tham gia. Thì quý con chỉ cần ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo Lộc An thôi. Khi vào Zalo Lộc An thì Lộc An sẽ tư vấn cho cách chơi, cách vào tiền, cách kép càng và gửi đến tất cả quý bà con những con số chuẩn, con số chính xác nhất cho tất cả quý bà con. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Quý con nhớ là phải vào đúng Zalo Lộc An. Zalo Lộc An là không thu phí, không xin lộc. Quý con chú nhớ nha. Zalo Lộc An là không thu phí, không xin lộc. Zalo nào mà bảo là Lộc An mà thu phí đó không phải là Lộc An, và quý con không nên gửi phí cho người ta. Tránh cái tình trạng tiền mất mà lại quay lại là trách Lộc An là không được. Bởi vì Lộc An là không thu phí, không xin lộc. Lộc An chỉ xin quý con xem video Lộc An, ủng hộ cho Lộc An những lượt like và lượt đăng ký kênh để kênh càng ngày càng lớn mạnh thôi. Quý con nhớ là ấn vào đường link này. Khi chúng ta ấn vào đường link thì nó sẽ hiện ra một chữ, đó là chữ tham gia, một chữ tham gia. Thì nếu như quý con nào dùng điện thoại Samsung thì nó dễ, Samsung hay Oppo
điện thoại Trung Quốc thì nó vậy, còn quý con nào dùng iPhone thì chúng ta cũng ấn vào đường link. Chúng ta ấn vào đường link và sau đó nó sẽ hiện ra một cái chữ đó là chúng ta ấn vào đường link và sau đó nó sẽ hiện ra cái chữ đó là chữ tham gia. Đó, chữ tham gia. Chữ tham gia thì quý con dùng iPhone thì nó sẽ khác. Còn quý con nào dùng Samsung thì chúng ta chỉ ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo của Lộc An thôi. Còn quý con nào dùng iPhone thì quý con ấn vào đường link này. Đó, chúng ta ấn vào đường link và sau đó nó sẽ hiện ra cái chữ Chrome, Google và Safari như thế này. Quý con nào dùng Samsung, Oppo, quý con ấn vào Chrome. Quý con nào dùng iPhone, iPad thì quý con ấn vào Safari. Thì khi chúng ta ấn vào thì nó cũng sẽ hiện ra chữ tham gia như thế này. Thì quý con ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo Lộc An quý con nhé. Vào Zalo Lộc An là chốt số miễn phí quý con. Trên kênh là Lộc Trung, Lộc Ba Miền, Ba Đài. Trên kênh là Lộc Trung, Lộc Ba Miền, Ba Đài. Nhưng mà trên Zalo là chỉ chọn ra từng đài, từng miền. Ngày mai miền Nam có 4 đài. Lộc An nói rồi, 4 đài. Miền Trung có đó là có 3 đài. Thì quý con chơi đài nào, chơi miền nào, vào nhắn tin Lộc An. Chứ Lộc An ở trên Zalo là không chốt chống trên kênh. Quý con nhớ điều đó. Miền Nam ngày mai có 4 đài. Đây là quý con cùng cân nhắc. Chúng ta chơi nhỏ nhẹ, chơi tham khảo. Còn quý con nào muốn những con số chuẩn chắc, cứ vào Zalo Lộc An. Và ngày hôm nay, trên Zalo Lộc An đã tưng bừng rực rỡ cho tất cả quý con ngày hôm nay. Ngày qua Lộc An nói rồi, quý con vào Zalo Lộc An ngày hôm nay có cái đường cầu đẹp cho tất cả quý con ở ngày hôm nay. Thì chúng ta đã chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý con ngày hôm nay với miền Bắc. Chiến thắng con Bạch Thủ 18. Bạch Thủ 18 cho tất cả quý con xiên là 18 và 43. Và đầu đuôi đó 0410, đường cầu đặc biệt, chơi đặc biệt. Đó, cho tất cả quý con luôn. Đây, Bạch Thủ 18, xiên 18-43, cho tất cả quý con 18 hai nháy, về cả đầu đuôi luôn. Bạch Thủ 18, xiên 18-43, chiến thắng đầu đuôi 0410, chỉ có hai số thôi quý con, đường cầu chỉ có hai số thôi. Quá là đẹp luôn quý con này. 5 ghép 9, 5, 9, 9, 5. Đây, quý con xem Lộc An, Lộc An chỉ cho tất cả quý con cái đường cầu này. Đây, quý con nhớ nha. Đây, 4 này ghép với 7 này, 4-7-7-4. Đó. 5 này ghép 9 này, 5-9-9-5. 9 này ghép 3 này, 3-9-9-3. Và ngày hôm nay này, 0 ghép 4 này, 0-4-4-0. Duy nhất chỉ có ngày hôm nay. Duy nhất quý con nhé. Duy nhất ngày hôm nay cặp 0-4-4-0 chỉ có hai số thôi. Quý con miền Bắc chú nhé. Ngày hôm qua Lộc An nói rồi. Vào Zalo Lộc An ngày hôm nay có cái đường cầu đẹp cho tất cả quý con. Đi được 3 tuần nay rồi, 3 tháng như vậy, cái đường cầu này đường cầu tháng quý con. Đó, quá là tuyệt vời không? Cho tất cả quý con luôn. Quá là tuyệt vời quý con ạ. Quá là rực rỡ luôn cho tất cả quý con luôn. 0410 chỉ có hai số thôi quý con. Miền Bắc quý con nhé. Miền Bắc duy nhất chỉ có hai số thôi, chúng ta đã có lộc rồi. Và miền Nam, miền Trung. Miền Trung thì chúng ta cũng đã chiến thắng cho tất cả quý con ở ngày hôm nay, đó là đài Gia Lai với con Bạch Thủ 84. Xiên là 84 và 92. Và đầu đuôi đó là 2277, 2772 cho tất cả quý con ở ngày hôm nay. Đó. Bạch Thủ 84, xiên 84 và 92. Và đầu đuôi đó là 2277, 2772 chiến thắng đầu đuôi. Đài Gia Lai quý con nhé, đài Gia Lai chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý con miền Trung. Xin chúc mừng tất cả quý con miền Trung, chúng ta cũng đã rực rỡ cho tất cả quý con. Còn về miền Nam, chúng ta chiến thắng đài Bình Dương. Bình Dương chiến thắng Bạch Thủ 90, xiên là 90-19. Và đầu đuôi đó là 24 và 42 cho tất cả quý con ở ngày hôm nay. Và 4884, đó Bạch Thủ 90 này, xiên là 9019 này. Và đầu đuôi 2442 và 4884 cho tất cả quý con. Tại Bình Dương quý con nhé. Đó, ngày hôm nay 3 đài nhưng mà chọn ra một đài đài Bình Dương thôi. Chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý con luôn. Thôi, cái đường cầu này quá là đẹp luôn quý con. Chỉ có Lộc An mới tìm được những cái đường cầu quá là đẹp cho tất cả quý con để quý con tham khảo và chơi thôi. Đây, 1 ghép 5, 1 5 5 1, 1 ghép 7, 1 7 7 1, chiến thắng 51. 4 ghép 9, 4 9 9 4, 4 ghép 3, 3 4 4 3, chiến thắng 34. Ngày hôm nay, 2 ghép 8, 2... xin lỗi tất cả quý con là 2882, không phải là 4884. 2882 và 2442, chúng ta chiến thắng cho tất cả quý con. Đó, đường cầu quá là đẹp cho tất cả quý con luôn. 2882 4 2442. Đó, chúng ta rực rỡ. Lộc An lộn là bò ghi 4884 nữa nhưng mà chỉ chốt hai số thôi, 2442 2882 thôi, 4884 thì ở cái đường cầu này thì chúng ta không chúng ta chỉ lấy hai con số này thôi, 4994 này.
chúng ta ghép lại, chúng ta có lộc cho tất cả quý con ở ngày hôm nay. Đó, quá là tuyệt vời cho tất cả quý con ở ngày hôm nay quý con nhé. Chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý con ở ngày hôm nay. 2442 đầu đuôi, miền Bắc, miền Nam, miền Trung rực rỡ cho tất cả quý con. Thì quý con nào mà đang xa bờ, đang thua tha, đang nợ nần, cứ vào Zalo Lộc An để nhận số chuẩn số chắc quý con nhé. Quý con nhớ là quý con nào mà đang thua tha, đang nợ nần này, quý con chơi to quốc lớn này, thì ở Zalo Lộc An thì cũng không phân biệt là quý con chơi lớn, chơi bé gì hết, mà quý con cứ vào tham khảo số. Lộc An sẽ gửi số cho tất cả quý con thôi. Bởi vì Zalo là chốt số miễn phí nên quý con cứ an tâm. Ngày mai thứ bảy thì thực sự là cuối tuần, thì Lộc An thường thường nói với tất cả quý con rồi, vẫn còn những cái đường cầu cuối cho tất cả quý con. Thì quý con miền Bắc còn nhớ cái đường cầu này không? Còn nhớ cái đường cầu mà Lộc An nói tất cả quý con mà tại sao ngày hôm nay Lộc An vẫn bắt được con, đó là con 0440. Tổng 49 mà nó về khá là nhiều rồi, nhưng mà nó vẫn về. Đây, Lộc An nói cho tất cả quý con luôn. Lộc An chỉ cái đường cầu này khá là nhiều rồi, miền Bắc quý con nhé. Ngày hôm nay lý do mà được 0440 này. Đây, tại sao mà 0440 mạnh tay về bờ tuần trước này? Cái đường cầu này được cầu tổng quý con nhé, đúng không? Lộc An nói với con chỉ cái đường cầu này khá là gì lâu rồi, nó về được khoảng nửa năm nay rồi. Tổng 49 này, tuần trước là nó về 18 này, nó ăn 18 này. Tuần này 40 nó về 04 này. Đó, đó Lộc An chỉ cần chỉ cho tất cả quý con như vậy là quý con hiểu được rằng Lộc An chốt như thế nào quý con nhé. Những cái đường cầu kính cận cao thì Lộc An thường thường là không gửi lên cho tất cả quý con đâu, nhưng mà nó đã ra rồi thì Lộc An chỉ cho tất cả quý con là quý con tham khảo thôi, để quý con biết rằng Zalo Lộc An chốt như thế nào cho tất cả quý con thôi. Quý con còn nhớ cái đường cầu này Lộc An chỉ cho tất cả quý con không? Tổng 49. Tại ngày thứ tư nó về con 49 rồi. Nhưng mà ngày tuần này nó vẫn ra con 49. Đó. 18 này rồi là 18 này, lý do đấy, lý do mà Lộc An vẫn chốt con 0440 là vừa có cầu kèo mà vừa nó ở áp dụng nhiều cầu kèo chứ không phải là một cầu kèo. Và ngày hôm qua lý do tại sao mà nó không phải là 40 mà nó về 04, vì ngày hôm nay nó về, ngày hôm qua nó về đầu chính rồi, ngày hôm qua nó về đầu chính rồi, ngày hôm nay nó chỉ về cái đầu không thôi. Đó, chỉ có kinh nghiệm mới có thể chúng ta mới bắt được những cái con số như thế này thôi quý con ạ. Không có kinh nghiệm chúng ta sẽ không bắt được những con số như thế này đâu. Ở tổng 38 này, chiến thắng 38 này, tuần trước chúng ta chiến thắng rực rỡ tổng 49, tổng 49 ở cái tổng 49 này, đó ở tuần trước này. Đây, tổng 38 này, chiến thắng 35 tổng 38 này. Đó, sau tuần trước 45-54 là chiến thắng rực rỡ là này, tổng 49 anh 49 luôn này. Đó, cái đường cầu này nó nuôi tổng, hai tổng mà nuôi tuần. Đó, quý con cứ xem lại đây, cái đường cầu này nó đã được đi tầm được 3-4 tháng nay rồi, có thể là đến nửa năm nay rồi, quý con chú ý như vậy. Đó là Lộc An nói tất cả quý con như vậy. Đường cầu, những cái đường cầu đẹp thì Lộc An luôn luôn ưu tiên cho tất cả quý con ở trên Zalo. Nên quý con hãy chú ý ngày mai trên Zalo Lộc An vẫn còn những cái đường cầu đầu đuôi ba càng, sự chủ xuyên đá VIP cho tất cả quý con, đặc biệt là miền Bắc và miền Nam. Miền Trung cũng có, nhưng mà thực sự miền Trung thì Lộc An thì thường thường thì có những cái đường cầu ở miền Nam mà miền Bắc thì nó đẹp hơn. Miền Trung thì quý bà con cứ vào Zalo, bao lô và đầu đuôi thì cũng rất là đẹp, nhưng mà nói chung là không đẹp bằng miền Nam và miền Bắc thôi. Đó là Lộc An nói tất cả quý con như vậy. Và ngày mai là ngày 5/10/2024. Thì Lộc An xin gửi đến tất cả quý con với ba lô đầu đuôi. Đó là cặp 3993 ở ba miền Bắc, Trung, Nam quý con nhé. Ba càng chủ chủ là 239 này, 393 và 793 cho tất cả quý bà con vào ngày mai. Thì quý con nào cảm thấy kết thì chúng ta theo, còn không chúng ta dừng tham khảo quý con. Ở ngày mai bởi vì là nó 4 đài thì Lộc An cũng khuyên quý con là nên chơi hai đài thôi hoặc chơi một đài thôi. 3993 quý con kết đài nào chúng ta theo, còn chúng ta không nên chơi 4 đài. Miền Trung cũng vậy, 3 đài thì chúng ta không nên chơi cả 3 đài, mà chúng ta chỉ chọn ra một đài hoặc hai đài. Đó là điều mà Lộc An muốn nói tất cả quý con như vậy. Quý con hãy nếu như cảm thấy trên kênh chúng ta nhiều số quá, nhiều đài quá thì chúng ta vào Zalo. Ngày mai thứ bảy Lộc An nói rồi, thứ bảy là những cái đường cầu đẹp nhất. Đường cầu khung ngày cuối thường thường nó tập trung vào ngày thứ bảy. Quý bà con cứ vào Zalo để nhận số chuẩn số chắc. Ngày hôm nay tưng bừng rực rỡ cho tất cả quý con luôn. Cái đường cầu này thì quá là tuyệt vời cho tất cả quý con. 2442 miền Nam, miền Trung, miền Bắc cũng vậy. Đặc biệt là miền Bắc. Ngày hôm qua Lộc An nói rồi, quý con vào đi. Miền Nam, miền Bắc ngày hôm nay có cầu đẹp. Đây, 0440. Chỉ có hai số thôi quý con. Hai số mà nó về đặc biệt luôn. Đặc biệt đó, không cần chơi đầu đâu.
quý con miền Nam chơi đầu, nhưng mà Lộc An chỉ cần chút đặc biệt thôi, 0440 thôi, chúng ta đã rực rỡ rồi. Quý bà con nên nhớ điều đó. Chúng ta cần muốn những con số chắc, số chuẩn, chúng ta vào Zalo để những số chuẩn, số chắc. Thì quý con nhớ là vào Zalo Lộc An là quý con hãy ấn vào đường link. Bởi vì Zalo chốt số miễn phí, quý con ấn vào đường link này. Đó. Zalo Lộc An là nói không với thu phí, nó không với xin lộc. Lộc An chỉ xin quý con xem video Lộc An, ủng hộ cho Lộc An thật nhiều để kênh càng ngày càng phát triển, để kênh càng ngày càng lớn mạnh thôi. Lộc An không mong muốn gì hơn, quý con chỉ cần là vào Zalo tham khảo số, cho Lộc An những lượt like và lượt đăng ký kênh là Lộc An quá là vui rồi, quá là hạnh phúc rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến và đồng hành cùng Lộc An. Xin cảm ơn tất cả mọi người và hy vọng rằng ngày mai chúng ta sẽ rực rỡ hơn, thành công hơn. Quý con nhớ vào Zalo ngày mai sẽ có những được cầu đầu đuôi ba càng siêu chủ xuyên đá VIP cho tất cả quý con ở ngày mai quý con nhé. Và đừng quên xem video Lộc An, ủng hộ cho Lộc An những lượt like và lượt đăng ký kênh để kênh càng ngày càng phát triển, để kênh càng ngày càng lớn mạnh. Và quý con nào ngày hôm nay rực rỡ ở trên kênh cũng như trên Zalo thì chúng ta có thể là qua cái kênh phụ của Lộc An. Lộc An đã ghim cái kênh phụ ở dưới phần cộng đồng này và cũng như là ở dưới đường link, ở dưới kèm theo đường link Zalo. Quý con hãy ấn vào lời kênh. Ngày hôm nay thì kênh cũng được 457 được xem. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến. Thì quý con qua cái kênh phụ này, chúng ta like cho Lộc An một like, chúng ta đăng ký kênh. Biết đâu đó kênh chính nó có vấn đề gì thì quý con còn cái kênh phụ để chúng ta theo dõi Lộc An, quý con nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người và chúc cho toàn thể quý con ngày mai sẽ may mắn, phát lộc phát tài, đắc tài đắc lộc đắc bình an. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý con vào ngày mai.